vào lúc sau. Nhưng mà cảm ơn TT rất là nhiều. Và bây giờ xin mời TT lên sân khấu nha. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu một nam diễn viên cũng khá là hài hước cả đến từ Pháp TV. Xin được trân trọng kính mời nam diễn viên Trần Phương Nam. Và bây giờ thì xin được mời chị Hà Kiều Anh và anh Hùng sẽ gửi những bó hoa thay cho lời tri ân với sự xuất hiện quý giá này của những nghệ sĩ trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Phát tay thật lớn được không ạ? Và một lần nữa thay mặt cho ekip của Hà Kiều Anh, xin được cảm ơn những nghệ sĩ, những khách mời đã xuất hiện cho buổi họp báo chiều ngày hôm nay của Hà Kiều Anh ạ. Trân trọng cảm ơn. Và xin mời mọi người sẽ tiếp tục quay trở lại hàng ghế danh dự của mình. Và bây giờ thì được ngồi rồi chị ạ. Xin mời chị sẽ cùng nhau ngồi xuống đây. Và anh Hùng ơi, em cũng xin mời anh Hùng sẽ ngồi trên những chiếc ghế này. Và chúng ta xin mời thêm một vài nhân vật nữa để cùng gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện cùng với anh Hùng. Cũng rất là nhiều dự án rồi ạ. Và hôm nay chị thấy những người em của mình mang đến một sản phẩm như thế nào ạ? Chị có thể chia sẻ cảm xúc không ạ? Xin được mời chị Trịnh Kim Chi. Cảm ơn. Dạ, xin mời chị sẽ cùng tiến lên sân khấu. Một tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ Trịnh Kim Chi. Đầu tiên thì cho Kim Chi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đại biểu, anh chị em nghệ sĩ và đặc biệt là các anh chị truyền thông báo chí. Ngày hôm nay Kim Chi rất là vui khi mà được có mặt tại đây và xem một cái sản phẩm mà thực sự từ trước đến giờ thì về cộng đồng LGBT thì Chi luôn đồng hành, thực sự là như vậy, bởi vì Chi có một phần mến mộ các bạn lắm, vì các bạn rất là giỏi và các bạn dám làm, dám nghĩ, dám làm và các bạn làm rất là thành công. Chính vì vậy mà có một phần Kim Chi rất là ái mộ. Và chính vì vậy là bất cứ một cái sản phẩm, bất cứ một cái công việc gì của các bạn, giống như là Susu, học trò Chi đây thì Chi cũng rất là ủng hộ, hoàn toàn là ủng hộ. Và có những cái vở kịch Chi làm là vì Susu, vì Thanh Sơn ngồi dưới kia, Chi làm vì các bạn, bởi vì Chi thấy được các bạn có được những cái nét diễn mà Kim Chi cảm thấy là rất là thuyết phục. Và ngày hôm nay thì với một cái bộ phim web drama, nó chỉ là web drama thôi, nhưng mà thật sự khi mà Chi xem á thì có những cái nỗi buồn rất là thông cảm với các bạn, giống như là mình nhìn được cuộc sống của các bạn, mình hiểu thêm về các bạn và có những cái chi tiết hài mà nó rất ở trong cái hài, nó có cái đau ở trong đó, thì đấy là những cái mà Kim Chi thực sự cảm ơn bạn đạo diễn rất là nhiều, bởi vì bạn thể hiện được cái điều đó. Cười đấy nhưng mà khóc đấy. Và một cái nữa là cái sự hấp dẫn. Thực sự là hồi nãy khi cắt cái tập 1 thì Chi lại muốn xem cái tập 2. Đấy là một trong những cái mà thành công của bộ phim. Chính vì vậy mà ngày hôm nay một lần nữa thì cảm ơn Hà Kiều Anh, cảm ơn Hùng, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các bạn trong ekip làm phim đã tạo điều kiện cho Chi được đến đây để dự một cái buổi xem phim mà rất là thú vị và rất là lạ như thế này. Và chúc cho đoàn phim của chúng ta sẽ thành công, bộ phim của chúng ta sẽ thu được rất là nhiều những cái sự theo dõi của quý vị khán giả và chúc cho các bạn sẽ có những cái sản phẩm thêm nữa. Chúng ta thừa thắng xông lên ha. Chúc mừng tất cả mọi người. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ đến từ nghệ sĩ Trịnh Kim Chi ạ. Và một lần nữa xin được cảm ơn chị đã bỏ thời gian của mình ra để góp mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Và tiếp theo thì có Bảo cũng rất là muốn phỏng vấn và trò chuyện với một người cũng là khách mời của ngày hôm nay luôn ạ. Một tràng pháo tay để cùng đón chào sự xuất hiện của người đẹp Nam Em. Xin mời Nam Em sẽ cùng tiến lên sân khấu ạ. Trân trọng kính mời. Và chắc chắn Nam Em cũng sẽ có rất là nhiều cảm xúc sau khi mà theo dõi cái bộ phim này. Tại vì như mọi người cũng đã biết thì Nam Em đã từng tham gia bộ phim điện ảnh, đó chính là bộ phim Lô Tô. Và cái không khí nó cũng hao hao, nó cũng gần gũi giống như là cái bộ phim của chị Hà Kiều Anh. Và xin mời Nam Em sẽ cùng chia sẻ. Không biết là Nam Em sau khi mà ngồi theo dõi bộ phim này xong tập đầu tiên thì cảm xúc của bạn như thế nào ạ? Xin mời. Xin phép cho Nam Em được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang ở trong khán phòng ngày hôm nay. Một lời chào và lời cảm ơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn vì mọi người đã đến đây để ủng hộ chị Hà Kiều Anh với một tác phẩm mang tên Đời Tôi Rất Là Đời Thật. Và Nam Em cũng là người xuất thân từ miền Tây. Em cũng hiểu được cái tinh thần và
cái tâm hồn của người miền Tây là người ta rất là trọng tình, trọng nghĩa và rất là chân thật. Và cái điều Nam Em tò mò nhất ở chị Hà Kiều Anh là chính bản thân Nam Em là một người con gái và có danh hiệu nhưng mà rất là lận đận trong chuyện tình cảm. Thì em không biết là cá nhân chị Hà Kiều Anh đã vượt qua nó như thế nào, vì chính những cái định kiến của người thế giới thứ ba và cách chị vượt qua được cái thử thách đó, em cảm thấy nó là nguồn năng lượng để em tiếp tục cho cuộc sống của mình. Bởi vì em thấy là chị là một cái... Em đến với đây, em đến với cái họp báo ngày hôm nay, thật sự là em chỉ nghĩ là em đi giống như những cái họp báo bình thường thôi, nhưng mà nó động lại cho em rất là nhiều cảm xúc. Và em cảm thấy là chị truyền cảm hứng cho em sống tích cực hơn và em sống tốt hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Xin được cảm ơn sự chia sẻ của Nam Em. Và một lần nữa xin được cảm ơn Nam Em đã dành thời gian của mình góp mặt trong buổi chiều ngày hôm nay với buổi họp báo của chúng ta. Và chúc cho nghệ sĩ Nam Em sẽ luôn luôn nhận được những cái nguồn năng lượng tích cực giống như là cái bộ phim vừa rồi. Chúng ta sẽ có thật là nhiều tiếng cười và luôn luôn thành công trong cuộc sống nha. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Nam Em đã đặt cho con hai câu hỏi. Thì cái nghệ danh này thì từ lúc năm 99 bước vào năm 2000 thì lúc đó là đoàn Lô Tô có về tại xứ nhà đó, thì lúc đó thì mọi người rất là kỳ thị về nói những người giới tính thứ ba, kỳ thị lắm. Có đôi lúc Hào Canh muốn bỏ nhà mình để trốn theo đoàn để sống được một cái cuộc sống trong cái đoàn đó, là nó giống như là nó có một cái cuộc sống đời thật của mình, nó mới giúp đỡ cho mình được trong đó. Thì sau này cái bắt đầu cái Hào Canh đi diễn một đêm, chỉ một đêm thôi, thì cái người chủ đoàn đó mới đặt cho Hà Kiều Anh là hồi tôi nhìn thấy bà cao cao mớm nè, tôi đặt tên Hà Kiều Anh. Mà hồi đó là thật sự khi lấy cái nghệ danh là Hà Kiều Anh chưa biết Hà Kiều Anh là ai thật sự, tại vì người ta đặt cho em. Rồi sau này em mới tìm hiểu Hà Kiều Anh, em bấm lên thử thì em thấy thì cũng hay. Rồi cho nên là vì cái chỗ đó cho nên là lấy luôn, tới giờ là tính ra là 20 mấy năm là cái tên Hà Kiều Anh này nó đeo đẳng theo con là 20 mấy năm. Còn cái câu hỏi thứ hai là vì sao mà con đầu tư bộ phim này, thì nó thật sự luôn thì con cũng muốn, tại vì nói chung là lúc này thì cái cuộc sống con thì nó cũng tạm ổn, nó cũng đủ ăn đi đó. Rồi con muốn đầu tư bộ phim này để nói về cuộc đời của mình, hay là những người trong cộng đồng, hoặc là những người giới tính thứ ba, thì sẽ cho mọi người đồng cảm và để hiểu được những người giới tính thứ ba như thế nào, họ sống như thế nào, khổ như thế nào. Khi một người phụ nữ thật sự thì chưa chắc đã hạnh phúc trọn vẹn, còn hỗn hồ vì những người giới tính thứ ba nó không phải là một người phụ nữ thì nó sẽ khổ gấp trăm ngàn lần nữa. Không phải mà ai mà muốn sinh mình ra để mình làm cái như những người như vậy đó, chắc nói hiện tại là mình cũng không muốn nữa. Nhưng mà tại vì nói chung là sao ta, nói chung là chỉ muốn cho mọi người hiểu là những người giới tính thứ ba họ rất là khổ. Nếu mà mọi người chấp nhận và đón nhận họ như là một người con thì em bảo đảm những người giới tính thứ ba sẽ thành đạt rất là nhiều. Nếu mà cộng đồng mà đón nhận hết những người giới tính thứ ba, em bảo đảm sẽ có một cái mãnh lực cực kỳ lớn, là một động lực đó để là đưa cho những người giới tính thứ ba sẽ thành đạt nhiều hơn, nếu mà mọi người chấp nhận, công nhận.